Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây dư luận đặc biệt quan tâm đến trường hợp một số phóng viên điều tra bị đe dọa, thậm chí là bị hành hung. Trong đó phải kể đến vụ việc của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, báo Lao Động, hay mới đây là những lời đe dọa mua quan tài cho cả nhà dành cho nhà báo Thu Trang, báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Không ai có thể hình dung được những gì đã xảy ra đối với các nhà báo điều tra trong khoảng thời gian mà họ bị khủng bố về tinh thần và thậm chí là bị đe dọa về tính mạng. Hôm nay thì chúng tôi rất may mắn khi nhà báo Thu Trang, báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh nhận lời tham gia chương trình Cuộc Sống Thường Ngày với tư cách là khách mời. Rất là cảm ơn chị đã tới chương trình Cuộc Sống Thường Ngày hôm nay. Chúng tôi được biết là đến cái thời điểm hiện tại thì chị đã nhận được cái lời xin lỗi của người đe dọa mình. Vậy thì cái lúc mà chị nhận được cái lời xin lỗi đó thì tâm trạng của chị thế nào? Lúc đấy tim hơi gần như muốn bắn ra ngoài khi nghe cái giọng nói quen thuộc như vậy. Cái giọng nói nó quá ám ảnh. Và tôi đã phải dừng xe lại và tức là tôi phải nói người ta là từ từ để tôi dừng xe lại đã thì mới nói chuyện được. Và sau đấy thì tôi bắt đầu nghe lại từng lời. Và tôi thật sự bất ngờ lắm ấy. Sau cái cuộc nói chuyện đấy thì tôi bật khóc. Bởi vì là bao nhiêu những cái lo lắng rất nhiều ngày thì đã được cởi bỏ. Và nghe cái lời xin lỗi đấy thì tôi cũng thực sự cảm thấy là chút được một cái gánh nặng ghê gớm. Chị có lưu lại những cái lời xin lỗi của anh ấy hay không? Có, anh ấy gọi rất là nhiều và cũng có những cái lúc mà tôi cũng có lưu lại những cái lời xin lỗi đó. Vâng, chị có thể cho chúng tôi nghe một vài những cái câu của cái người đã từng đe dọa mình. Đó, đây bây giờ tôi chặt cô này. Anh nói đi, ai ạ? Tôi dùng cái số này là gì? Cơ quan điều tra người ta thu cái máy ký số của tôi rồi. Nhưng mà anh là anh Dũng à? Anh là anh Dũng ở Học viện Giáo quân sự đấy. Vâng. Thì anh có ý kiến với cô này. Thì từ hôm qua về cũng sợ lắm, vậy cô rồi. Thứ nhất là anh ngày hôm vừa rồi đấy có vâng. Do áp lực bức xúc quá, anh chăm sự nhờ em. Vâng. Và đấy anh em nhìn gặp nhau để anh đến thăm em. Vâng. Anh Dũng. Vâng. Là một trung tá quân đội và là giảng viên của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Thì anh ấy là nhân vật trong một cái loạt bài điều tra của tôi cách đây rất lâu rồi, từ cuối năm ngoái. Và ý của anh Dũng muốn là sau khi mà bị cơ quan điều tra mời lên làm việc, cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng ấy, thì các anh chắc là cán bộ điều tra cũng có muốn là anh Dũng gọi điện cho tôi để cho tôi yên tâm. Và hai nữa là anh Dũng cũng muốn là ngỏ lời để có một cái chuyện gì đấy để xin cho anh ấy bớt đi những cái hình phạt nặng nề mà có thể là anh ấy phải chịu do cái hành vi đe dọa của anh ấy. Đây không phải là trường hợp đầu tiên và cũng không phải là vụ việc đầu tiên chị điều tra. Vậy thì chị có hay bị những cái lời đe dọa kiểu như thế hay không? Và chị thường đối diện với nó với tâm lý như thế nào? Tôi cũng bị dọa giết thì cũng bị vài lần rồi. Thế nhưng mà tôi cũng không để ý lắm vì nghĩ rằng là đấy là một cái phản ứng bình thường thôi. Và những cái người nói như vậy thì chắc người ta đã có đủ gan để làm. Và thực ra là nếu như vụ việc mà đang làm như thế mà họ dọa tôi thì càng làm cho cái sự việc nó trở nên phức tạp hơn. Và thường thì họ sẽ không như thế. Thế nhưng mà đến vụ việc này thì tôi hoàn toàn bất ngờ. Bởi vì sao? Tức là lúc này lại lôi cả gia đình của tôi vào đấy. Vâng. Tức là dọa như thế vào cái cuộc điện thoại giữa đêm ấy, trong cái bối cảnh mà khi mà tôi vừa đi làm về còn chưa định thần được là con mình đang ở đâu hay là người thân của mình như thế nào. Thì vừa về đến nhà, hai vợ chồng vừa về đến nhà cắm cái sạc điện thoại lên thì chưa kịp định thần lại thì thấy nhận được cuộc điện thoại bảo là hỏi là tôi đã đi mua quan tài cho cả nhà chưa ấy. Thì tôi lúc đấy tôi mới buông điện thoại cái xong cái thì tôi đi tìm con thì cháu chưa đi học về. Vâng. Và hôm đấy thì nó cũng rất tình cờ là xe của cháu bị hết pin. Thế là cháu phải dắt bộ về và cái quãng đường nó hơi xa. Cho nên tức là về không đúng như cái không giờ đúng bình như thường. Dự định. Và lúc đấy tôi gần như là chết ngất đi vì, vâng. Vì sợ hãi. Tôi được biết là nếu ví dụ như là bài chưa ra thì chắc có lẽ cũng chưa được nhận bút đúng không ạ? Có nghĩa là khoảng tầm 2 tháng thì chị chỉ có cái lương cơ bản thôi đúng không ạ? Đúng rồi. 2 tháng lương cơ bản thì chắc có lẽ cũng rất là khó sống. Nhưng với cái lý trí của chị thì chị làm cách nào để có thể kiếm sống được trong vòng 2 tháng với mức lương cơ bản chỉ khoảng còn có vài triệu đồng? Tôi có một cái công việc khác. Đấy là một cái cửa hàng bán thực phẩm sạch và một cái vườn cây, một vườn hoa hồng để bán cây giống. Và đấy là cái công việc thực sự là nó cũng trang trải cái cuộc sống hàng ngày, nuôi gia đình với cả nuôi những cái chuyến đi. Bởi vì là thường là vào những cái đề tài này là lỗ.
Vâng. Chắc chắn lỗ là như vậy. Vâng. 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 Tôi thấy chị nói đến đến cái vườn cây của mình, đến cái cửa hàng thực phẩm sạch của mình với một cái tinh thần có vẻ như lạc quan hơn. Và bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến tham quan vườn cây của nhà báo Thu Trang. Chúng tôi đến gặp nhà báo Thu Trang và những người bạn của chị tại vườn hồng, nơi họ hay ghé qua mỗi khi rảnh rỗi. Chị tâm sự, vườn hồng là nơi chị thư giãn sau những chuyến đi điều tra dài ngày. Bằng cách này, chị cân bằng giữa cuộc sống thường nhật và công việc. Mình nghĩ là ở cái thời buổi bây giờ ấy, thì nhà báo nữ mà chọn một cái những cái đề tài nguy hiểm như Trang là rất hiếm. Thậm chí nhà báo nam cũng không, rất người ta rất ngại va chạm những đề tài nguy hiểm như thế. Thực ra thì mình yêu quý Trang bởi vì là đấy là một con người mà rất là thẳng thắn và cương trực trong công việc, thì Trang là người quyết liệt. Và tất cả những cái đề tài mà Trang đã làm thì mọi người đều thấy đấy là một cái người mà đi tận cùng đến sự thật và không bao giờ thỏa hiệp với những cái sự leo lái hay là những cái sự mà mọi người bảo cho rằng là trong cuộc sống bây giờ thì là những cái nhà báo như Trang rất là hiếm ý. Nhìn những hình ảnh đời thường như thế này, không ai nghĩ người phụ nữ ấy là chủ nhân của hàng loạt bài báo điều tra gai góc như Lò Gạch Thổ Phỉ hay Có Viên Chức Lộng Hành tại Sóc Sơn. Chị tâm sự, nghề báo chọn mình, chị có duyên với công việc ấy và sẽ không thay đổi. Chị đã bao giờ định hướng cho con cái của mình cũng sẽ theo nghề báo, theo một cái công việc vất vả như vậy hay chưa? Với bản năng của một người mẹ thì tôi tại vì tôi cứ nghĩ từ tôi ra nó quá nó quá dữ dội. Chắc là tôi sẽ không định hướng đâu, nhưng mà nếu con thích thì con có thể làm. Và tôi cũng sẽ động viên nếu như cháu yêu thích cái nghề của tôi. Dạ vâng. Bây giờ nếu ví dụ như chị có một công việc khác và một công việc sẽ được trả lương cao hơn thì chị sẽ đánh đổi chứ? Chị sẽ làm công việc đó và sẽ không làm ở báo chí nữa chứ, không làm báo nữa chứ? Mỗi người có một cái duyên nghiệp và tôi có lẽ là tôi có duyên với cả nghề báo. Vâng. Nghề báo đã chọn tôi thì tôi nợ nó và tôi có lẽ là tôi sẽ vẫn làm cái công việc của mình thôi. Và tôi nghĩ rằng có khi do chị làm nghề báo nên chúng ta mới được gặp nhau trong chương trình cuộc sống thường ngày như thế này, đúng không ạ? Và một lần nữa rất là cảm ơn chị Trang đã nhận lời tham gia chương trình.